Thưa quý vị, với chủ đề đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang tập trung triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2022. Nhiều hoạt động phong phú thiết thực thể hiện sự tri ân chân thành đến khách hàng sử dụng điện đã đồng hành gắn bó và chia sẻ với ngành điện trong suốt thời gian qua. Đây cũng là những hoạt động hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam, 21 tháng 12 năm 1954, 21 tháng 12 năm 2022. Năm nay thì kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực cách mạng Việt Nam. Cuối năm, các hoạt động tri ân khách hàng của ngành điện lại bắt đầu. Năm nay, thời gian tổ chức tri ân khác hơn, khi được tổ chức từ giữa tháng 12 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Tuyến đường liên thôn ở Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa được lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Công trình của đoàn thanh niên Công ty Điện lực Quảng Ngãi mang đến niềm vui cho hàng trăm hộ dân thường xuyên qua lại, vận chuyển nông sản. Những trụ đèn năng lượng được lắp ráp thẩm mỹ, đúng quy chuẩn chất lượng. Tuyến đường được thắp sáng giúp đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, nhất là học sinh đi học về ban đêm. Các cái tuyến điện ở bên trong á, thì cũng đã hoàn chỉnh rồi. Tức là vừa đầu vẫn có cái công tác vận động nữa. Nhưng mà một á, là cái tuyến đường đó là đường của hệ thông, hay nữa là cái đường dây điện á, là nó không có đi vô đó. Thì sau khi mà nghe cái dự án mà của đoàn thanh niên của điện lực hỗ trợ, thì mới tối qua ra thôi, thì thực tế là bà con đi và rất là vui mừng về cái ánh sáng đã đem lại cho cái tuyến đường mà cũng hàng mong đợi từ trước tới giờ. Tại Quảng Ngãi, trong tháng 12 này có 4 tuyến đường nông thôn vùng sâu vùng xa được thắp sáng ở các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn và Sơn Tịnh với tổng kinh phí là 120 triệu đồng. Công trình thanh niên của ngành điện thắp sáng đường quê phục vụ việc đi lại thuận tiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm. Đặc biệt, đây là phần việc vô cùng ý nghĩa, giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, có thêm điều kiện đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đây là một cái công trình mà rất có ý nghĩa, rất là lớn, bởi vì nó làm cho cái miền quê mình nó đẹp thêm, và nó cái thôn của chú là cái thôn vừa mới được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu, cho nên khi mà có được cái đường điện này thì sẽ góp phần thắp sáng cho bà con đi lại nó dễ dàng, có cái sinh hoạt cũng được tốt hơn. Và với cái mục đích là phát triển nông thôn mới của địa phương thì địa phương đang rất là cần. Thì nhận biết từ cái thông tin đó thì điện lực lại chọn cái thôn Trà Lam, xã Bình Khương làm cái công trình chiếu sáng đường quê cho bà con. Thì tiếp theo với sau công trình này thì sẽ thực hiện tại cái thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn. Thì đây là khu vực cũng rất là cần thiết để phục vụ vào cái ánh sáng cho địa phương và góp phần phát triển nông thôn mới. Chương trình thắp sáng đường quê nằm trong chuỗi hoạt động tháng tri ân khách hàng năm 2022 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Đặc biệt năm nay có sự phối hợp với Trung ương Đoàn thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Mỗi một năm tri ân qua đi, thêm nhiều con đường quê, ngõ xóm ở Quảng Ngãi được thắp sáng từ sự chung tay của đoàn viên thanh niên, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và người dân. Chương trình này với mục đích là giúp bà con an toàn giao thông trong mùa bão và trời tối. Thì chương trình này đã thể hiện được tính xung kích của tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Công ty Điện lực Quảng Ngãi vì cộng đồng. Kinh phí thì được công ty cũng hỗ trợ, đồng thời thì anh em cũng hỗ trợ cái nhân lực và cũng cái kinh phí của các anh em đóng góp để làm cái chương trình để giúp đỡ bà con cho nó hoàn thiện. Một trong những hoạt động nổi bật của tháng tri ân khách hàng của ngành điện là hiến máu nhân đạo. Tuần lễ Hồng EVN lần thứ 8 mang thông điệp Vạn trái tim, một tấm lòng, huy động gần 200 người là lãnh đạo, nhân viên, người lao động trong công ty tham gia hiến máu. Kết quả đã huy động được 184 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Khi nhận được thông tin có tổ chức tuần lễ Hồng thì đối với thanh niên của Điện lực Đức Phổ thì rất là hăng hái tham gia. Mình chỉ cần có nhắn tin thôi là các anh đăng ký rất là nhanh. Hầu như là từ cán bộ nhân viên đến đoàn viên thanh niên đều hăng hái tham gia đoàn tuần lễ Hồng hàng năm. Liên tục 8 năm qua, chương trình đã huy động nhân viên ngành điện tham gia hiến máu cứu người, bổ sung vào ngân hàng máu của khoa truyền máu huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện công ty cũng đã hình thành một câu lạc bộ ngân hàng máu sống với hơn 50 thành viên tham gia. Công ty Cầu Quảng Ngãi cũng có một câu lạc bộ ngân hàng máu sống, luôn huy động những lượng máu cần kịp cho những cái thân nhân, là thân nhân của cán bộ công nhân viên trong ngành điện cũng như là ngoài ngành điện khi có yêu cầu đột xuất từ bệnh viện. Các hoạt động tri ân khách hàng năm 2022 lần lượt được Công ty Điện lực Quảng Ngãi và các điện lực thành viên thực hiện trong tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023 với nhiều nội dung thiết thực hướng đến khách hàng sử dụng điện. Thông qua các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tháng tri ân khách hàng năm 2022 có thông điệp đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực được triển khai, trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân doanh nghiệp. Kiểm tra miễn phí hệ thống điện, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, hàng quán. Hướng dẫn tuyên truyền tới khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất. Miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh hotline, trạm biến áp. Thí nghiệm CPM cho 40 trạm biến áp của khách hàng doanh nghiệp. Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện cho 11 cơ sở bệnh viện, trường học, trung tâm bảo trợ trẻ em. Tặng thẻ bảo hiểm an toàn điện cho 274 khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Hỗ trợ cho 70 gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam anh hùng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện qua các kênh truyền thông trực tuyến. Tổ chức cuộc thi tuyên truyền tiết kiệm điện trên mạng xã hội Facebook dành cho con em cán bộ, công nhân viên ngành điện trong độ tuổi học sinh sinh viên. Chương trình tháng tri ân khách hàng đã được Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện liên tục trong 8 năm qua, luôn nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của quý khách hàng sử dụng điện. Những hoạt động phong phú thiết thực, chứa đựng lời tri ân chân thành đến quý khách hàng sử dụng điện vì sự đồng hành, gắn bó và chia sẻ với ngành điện trong suốt thời gian qua. Phục vụ nhân dân là điều rất quan trọng và chúng tôi rất cảm ơn người dân trong nhiều năm qua cũng đã ủng hộ chia sẻ với ngành điện trong quá trình sử dụng điện và chúng tôi luôn luôn mong muốn được phục vụ khách hàng hạ tầng tốt hơn và cái tháng tri ân khách hàng hàng năm là một dịp mà chúng tôi thể hiện được cái sự tri ân làm tri ân của ngành điện đối với khách hàng sử dụng điện. Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động ngành điện. Năm 2022 và những năm tiếp theo, công ty hướng đến mục tiêu ứng dụng công nghệ số để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Hiện ngành điện đã ứng dụng ký số điện tử, hóa đơn điện tử, từng bước số hóa hợp đồng mua bán điện, thanh toán điện tử, cung cấp 100% dịch vụ điện cấp độ 4, cung cấp dịch vụ điện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, qua app chăm sóc khách hàng, tổng đài và website chăm sóc khách hàng. Với các nền tảng này, khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ điện mọi lúc mọi nơi, chỉ cần vài cú click chuột hoặc thao tác trên điện thoại di động, kết nối Internet. Với mục tiêu chuyển đổi số, chủ động cung cấp thông tin đến khách hàng, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng sử dụng điện, ngành điện sẽ nghiên cứu giải pháp phân tích hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ điện, từ đó đưa ra các chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục chuyển đổi số trong cái lĩnh vực kinh doanh và điều hành. Thì đặc biệt là chúng tôi sẽ làm app khách hàng để gần gũi khách hàng hơn, để khách hàng nhận được thông tin qua app. Và thứ hai nữa là tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh cái việc thực hiện tiết kiệm điện trên các mạng xã hội. Và nội dung thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện sẽ thanh toán không dùng tiền mặt để đảm bảo cho người dân được thanh toán điện thuận lợi và phục vụ của chúng tôi ngày càng tốt hơn. Các hoạt động tri ân khách hàng không chỉ dừng lại trong tháng 12 hàng năm, mà còn được triển khai trong cả năm. Với mục tiêu khách hàng trải nghiệm những dịch vụ điện trên môi trường số, ngành điện đã nỗ lực xây dựng và đồng hành trong sử dụng an toàn, tiết kiệm điện. Tiếp tục nỗ lực để cung cấp điện an toàn, tin cậy, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Thưa quý vị, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang phát động cuộc thi tuyên truyền tiết kiệm điện trên mạng xã hội Facebook dành cho con em nhân viên ngành điện trong độ tuổi học sinh sinh viên, nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, đối với chủ đề tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả. Học sinh cần làm gì để tiết kiệm điện năng? Chỉ cần tuân thủ các mẹo nhỏ ở trên như đóng kín cửa khi ra khỏi phòng, tắt đèn khi không sử dụng, rút các thiết bị sạc khi không sạc, học sinh đã góp phần làm giảm năng lượng điện tiêu thụ hàng ngày. Bố mẹ có thể giúp trẻ hình thành các thói quen sau để tiết kiệm điện. 1. Tận dụng ánh sáng tự nhiên.
Nếu nhà có cửa sổ thì đừng ngần ngại sử dụng ánh sáng tự nhiên như là một công cụ làm sáng căn nhà của bạn mà không cần sử dụng bất cứ thiết bị chiếu sáng nào cả. Cố gắng sắp đặt nơi học tập sao cho ánh sáng tự nhiên tràn vào. Tắt đèn trên trần bất cứ khi nào bạn có thể. 2. Tắt đèn khi không cần thiết. Đây là cách rất đơn giản và thông dụng để tiết kiệm điện và nó rất hiệu quả. Giúp trẻ chú ý xem trong nhà mở bao nhiêu ngọn đèn cùng lúc. Hãy tạo thói quen tắt đèn mỗi khi trẻ ra khỏi phòng. Ngoài ra nên lưu ý chỉ mở đèn khi cần thiết. Nhiều gia đình mở tất cả đèn trong nhà nhưng có những khu vực không cần đến mà vẫn mở đèn. Thói quen xấu này trực tiếp làm hao tốn điện nhiều hơn. 3. Rút vít cắm khi không dùng đến. Khi thiết bị điện dù đang tắt nhưng vẫn cắm điện thì nó vẫn tiêu thụ điện. Ngay cả đồ điện nhỏ như ấm pha trà cũng vẫn tiêu tốn điện mỗi phút được cắm vào ổ điện. Vì vậy hãy rút vít cắm của các thiết bị điện sau khi sử dụng xong. 4. Đừng quá lệ thuộc vào thiết bị điện. Nếu chỉ có vài bộ quần áo có thể đi giặt tay, không cần dùng máy giặt. Vào mùa hè thì phơi quần áo ngoài nắng thay vì sử dụng máy sấy. Điều này khiến cho nguồn điện tiêu thụ ngày càng nhiều mà công suất cho mỗi lần sử dụng lại không cao. Thế nên hãy hạn chế sử dụng các thiết bị điện khi có thể. 5. Học cách sử dụng thiết bị điện tiết kiệm hơn. Những thiết bị điện như máy lạnh, lò vi sóng, tủ lạnh có lượng tiêu thụ điện năng khá là cao. Vậy nên phải học hỏi thêm những phương pháp sử dụng những thiết bị này hiệu quả mà còn tiết kiệm. Ví dụ trong mùa nóng, máy lạnh được bật thường xuyên sẽ làm tăng tiền điện rất nhiều. Trong quá trình sử dụng không nên bật nhiệt độ quá thấp dưới 25 độ C và bật chế độ dry thay vì chế độ cool để làm căn phòng thoáng mát hơn nhưng điện năng tiêu thụ thấp hơn. Sau đây là lịch ngừng cấp điện trong những ngày tới. Để đảm bảo an toàn cho việc thi công, bảo trì các công trình điện và khắc phục xử lý các vị trí có nguy cơ gây sự cố trên lưới điện tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch ngừng cấp điện đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực sau đây được biết để tiện bố trí công việc. Ngày 29 tháng 12, từ 7 giờ đến 16 giờ 30, các xã Hương Trà, Trà Tây, huyện Trà Bồng. Ngày 30 tháng 12, từ 8 giờ đến 9 giờ, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ. Cần thêm thông tin liên quan, xin gọi đến Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, điện thoại 1900 1909. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.